Mệnh bạc kinh doanh thì mệnh bạc kinh doanh này được cho em bạc kinh doanh mô tả vào năm 1817, được gọi là liệt rung. Người ta nghĩ ban đầu đó bệnh nhân nó rung, bởi vậy người ta gọi đây là một bệnh liệt rung. Nhưng đến năm 1800, bác sĩ thần kinh học người Pháp Charcot mô tả đầy đủ những triệu chứng và bệnh lý ha, cuối cùng mà để gọi đó là cái bệnh Parkinson. Như vậy bệnh Parkinson này nó là cũng một bệnh lý về rối loạn thần kinh, tiến triển chậm do thoái hóa neuron chất đen. Nghe nãy bác tiên chỉ trên cái vòng hạch nền nó có một cái đốm nhỏ chất đen đó, nó khi mà nó bị thoái hóa thì sẽ dẫn đến cái bệnh lý Parkinson, gây thiếu hụt chất dẫn truyền thần kinh là dopamine. Ha. Như vậy Parkinson là gì? Parkinson là một rối loạn về thần kinh tiến triển chậm do thoái hóa neuron chất đen gây nên thiếu hụt dẫn truyền chất dẫn truyền thần kinh là dopamine. Nhớ nha. Nói đến Parkinson là nói đến thoái hóa chất đen, làm cho thiếu hụt dopamine. Tuổi trung bình ở đây là 60. Nhưng mà thực tế lâm sàng là có một số bệnh có 40 thôi đã bắt đầu là đã có triệu chứng rồi, mà cái tỷ lệ nó thì không có cao. Triệu chứng Parkinson xảy ra khi nào? Khi xảy ra 80% chất đen nó bị thoái hóa thì nó sẽ có biểu hiện trên lâm sàng. Do đó một số trường hợp người ta đã có bệnh lý của thoái hóa nhưng mà vẫn chưa có biểu hiện trên lâm sàng là do cái tỷ lệ nó chưa có thoái hóa hoàn toàn đến 80%. Ở trên hình ảnh này các anh thấy bên đây là hình ảnh chất đen nha. Đây chất đen ngay bên đây nó tương ứng với cái vùng đây không? Giống không? Hình tượng ra giống không? Giống nha. Cái này là, cái này là sinh huyết, cái này là sinh huyết não, là mình sẽ thấy được hình ảnh thực tế luôn đó. Nếu như mất chất đen, chất đen bình thường bên đây và mất chất đen rồi thì nó sẽ cho hình ảnh của bệnh Parkinson. Về nguyên nhân thì người ta căn nguyên thì có vài giả thuyết đưa ra, đó là giả thuyết oxy hóa và giả thuyết về môi trường, và cái yếu tố quan trọng đó là yếu tố môi trường và yếu tố di truyền của gia đình. Nhưng mà muốn biết cái bệnh Parkinson này nó do cái gì thì mình phải biết cái vai trò của cái hạch nền và cái dòng tuần hoàn của nó như thế nào. Hạch nền ở đây là thành phần của dòng vỏ não, hạch nền đồi thị, vỏ não nó sẽ đi một dòng liên tiếp từ vỏ não, mình sẽ nhận thức được những cái yếu tố bên ngoài, những cái gì, những cái trừu tượng bên ngoài để mình lập kế hoạch. Muốn lập kế hoạch thì nó sẽ đi từ vỏ não nó đến hạch nền và thông qua đồi thị. Thông qua đồi thị để đưa những cái hoạt động nó trở về vỏ não để đưa ra bên ngoài. Ha, những bất thường cái vòng này, bất thường về chức năng của vòng này sẽ đưa đến những cái biểu hiện của bệnh Parkinson. Nếu như mà bất thường ở hạch nền thì vỏ não có truyền đến hạch nền được hay không? Không. Bất thường ở hạch nền như thế này thì vỏ não có dù có truyền những cái biểu tượng, những ý nghĩ trừu tượng về hạch nền thì hạch nền nó hoàn thiện không chính xác. Thay vì bình thường nó hoạt động là 100% thì nếu có tổn thương thì nó chỉ hoạt động được 50% thôi. Thì 50% đó đưa đến đồi thị có hoàn toàn không? Cũng không ha. Có thể nó không chuyển hết 50% đó đến đồi thị để đi ra vỏ não. Do đó nếu mà tổn thương ở vùng này, hoặc là một tiếp theo nữa là vỏ não bị tổn thương, cái thứ hai hạch nền tổn thương, cái thứ ba là đồi thị tổn thương. Cho dù hạch nền nó chuyển đi 50% nhưng mà đến đồi thị này, đồi thị cũng không chuyển được 50% đâu. Đồi thị chỉ chuyển được 20-30%. Và đến vỏ não thì nó cũng tổn thương nó sẽ biểu hiện ra ngoài ở mức độ là mất đi 50% hoặc là ít hơn 50% những cái cử động mà đã được hình thành. Trong bệnh Parkinson, các tế bào dopamine ở chất đen phần đặc giảm, làm giảm hoạt động con đường trực tiếp và tăng hoạt động con đường gián tiếp. Cái này thì mình cứ hiểu, mình cứ nghĩ là do cái tế bào ở chất đen nó giảm đi ha. Còn nói về con đường hoạt động trực tiếp và gián tiếp thì mình đi sâu hơn nữa thì mình sẽ tìm hiểu thêm. Nhưng mà chủ yếu là do tế bào chất đen ở hạch nền nó giảm đi thì nó làm cho cái dopamine mình bị giảm.
và nó dẫn tới những, nó sẽ dẫn tới những cái hoạt động ức chế hoặc là quạt quá lên cái vùng vỏ não. Nguyên nhân của hội chứng Bạch Kinh Xanh ở đây gồm gì? Gồm rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mình chỉ nhớ là thứ nhất là do đầu tiên mà mình thường gặp hết là do bản thân cái hội chứng Bạch Kinh Xanh nguyên phát, là không có lý do gì hết, bản thân nó thối quá là do hội chứng Bạch Kinh Xanh nguyên phát, tổn thương trực tiếp tại chỗ đó nó bị thôi, chứ mình không có làm cái gì hay là không do những yếu tố gì để khởi phát hết. Và cái thứ hai nó là do những cái bệnh lý khác, chẳng hạn như là nhiễm trùng, do thuốc, do độc tố, do chấn thương và những nguyên nhân khác như là suy giáp, u não, não ống thủy. Mà cái mình thường gặp ở đây thứ nhất là gì? Võ sĩ Huyền Anh, đấu võ sĩ Huyền Anh á, thì thường thường đấm gì nè, đấm vô đầu ha, nó sẽ chấn thương và tổn thương cái vùng chắc đen, rất là thường gặp về sau của giai đoạn mà thi đấu ha. Còn thuốc ở đây mình không để ý thì có một số thuốc nó ảnh hưởng tới thần kinh mà nó gây nên triệu chứng của Bạch Kinh Xanh, chẳng hạn như là nhóm điều trị đau nửa đầu Lunarizin ha, nhóm điều trị đau đầu migraine của mình đó, Lunarizin. Một khi mà bệnh nhân có Bạch Kinh Xanh mà có kèm theo đau đầu migraine thì cũng không nên dùng cái thuốc này, nó sẽ làm tăng thêm triệu chứng. Bản thân nó đã khởi phát rồi, nó làm nguy cơ của Bạch Kinh Xanh rồi, mà mình trong giai đoạn này mình dùng thuốc nữa thì làm nặng thêm triệu chứng. Hoặc là những cái nhóm thuốc khác, tetrabenazine hoặc là alpha-methyldopa. Alpha-methyldopa là cái nhóm điều trị điều trị huyết áp. Và nhồi máu não có gây nên Bạch Kinh Xanh không? Có. Tại vì nếu như mà nhồi máu ở vùng hạch nền, xuất huyết ở vùng hạch nền thì nó cũng gây tổn thương đến chất đen và nó cũng gây Bạch Kinh Xanh. Nhưng mà trong trường hợp đó gì, nhồi máu phải rộng ha, xuất huyết phải rộng thì nó mới ảnh hưởng tới cái vùng chất đen. Cái này có rất là nhiều cái nguyên nhân để gây nên hội chứng Bạch Kinh Xanh, nhưng mà mình chỉ cần nhớ một vài điểm thôi, không cần nhớ hết cái này. Bản thân bác tiên cũng không nhớ hết cái này đâu, phải đọc sách mới nhớ. Về lâm sàng của Bạch Kinh Xanh, bốn triệu chứng chính: run, đơ cứng cơ, bất động và rối loạn phản xạ về tư thế. Rung ở đây thứ nhất là rung khởi đầu thường nhẹ và tiến triển từ từ ở ngón trỏ theo thời gian và lan xuống chân qua bên đối diện. Như vậy thì khi bệnh nhân đến với mình rung thì mình khai thác về bệnh sử, mình sẽ hỏi bệnh nhân là rung bao lâu rồi, lúc đầu rung ở chỗ nào, mà rung ở chỗ nào và khởi đầu nó rung ở ngón tay nào. Tại thường trong bệnh nhân Bạch Kinh Xanh đó, nó khởi đầu ở bàn tay xong rồi nó lan xuống bàn chân, nó lan xuống cái chân rồi nó mới bắt qua bên đối diện, chứ không phải là chúng ta bên đây rồi phải qua bên kia nha, không có, nó không có đối xứng, mà nó đi tay chân cùng bên, sau đó mới qua đối bên. Và rung kiểu chấn thuốc là các em có thấy những người lớn tuổi mà hút thuốc mà mình có gói thuốc lại đó, dán thuốc lá hay là thuốc lá gì cũng được, mà không biết thế hệ của tụi em còn bây giờ còn hay không chị không biết, bác tiên không biết. Chứ ngày xưa là mấy ông già luôn mua thuốc rê mình đó, cái nào mua cái giấy quyến để xe ra như nè, thì rung cái kiểu mà rung vậy nè, xe cái rê đứa thuốc lại anh kia bằng rung của bà Kinh Xanh á, kiểu dán thuốc ha. Còn trường hợp nặng thì sao? Rung cả môi miệng và cằm. Bệnh nhân khi nói chuyện với mình hay là khi nói chuyện với mình thì mình sẽ thấy là rung bớt lại, nhưng mà lúc bệnh nhân nghỉ thì mình sẽ thấy cái miệng, cái cằm, ngay cả cái lưỡi bệnh nhân cũng bắt đầu rung nữa ha. Rung khi nghỉ nè, thì khi bệnh nhân đi ngủ thì sao? Lại mất hết hoàn toàn triệu chứng. Khi bệnh nhân lo lắng hay biểu hiện gì khi mà mình đối chuyện với mình thì mình khai thác bệnh với bệnh nhân, thì bệnh nhân cảm giác căng thẳng thì nó sẽ rung nhiều hơn, rung và có thể là múa tay luôn. Nhưng mà triệu chứng này có gây tàn phế không? Không gây tàn phế, nó làm cho mình khó cử động hoặc là khó khăn trong vấn đề sinh hoạt, cầm nắm hay là muốn làm cái gì đó bằng tay hoặc bằng chân. Triệu chứng thứ hai đó là đơ cứng cơ.
Đơ cứng cơ ở đây thường thường gặp đó là cơ gập và cơ duỗi thường xuyên. Đơ cứng cơ làm cho bệnh nhân cảm giác nhức, mỏi và yếu. Và khám bằng cách di chuyển thụ động của các khớp. Ở đây mình sẽ có gì? Cái triệu chứng là dấu bánh xe răng cưa. Khi cho bệnh nhân cử động, bệnh nhân cử động một mình thì mình sẽ không biết được. Mà mình sẽ khám. Khám ở đây mình sẽ kêu bằng cách là khám dấu ngoại tháp. Dấu ngoại tháp ở đây là dấu bánh xe răng cưa. Nắm tay bệnh nhân ha, cho bệnh nhân cử động, kéo. Thường trong cái đặc sinh xanh thì tay chân bệnh nhân nó cứng. Và mình cho bệnh nhân cử động thì nó sẽ có khớp. Như vậy thì nó giống như cái xe, cái bánh xe của mình mà qua những cái ổ răng á. Mấy em nam chắc rằng không? Cái kia mà cái đĩa, cái dĩa, xe, cái răng bánh xe đó nó sẽ cắt từng khớp từng khớp. Hay là mình cứ tưởng tượng đi qua cái gì sơn của bánh xe nó có nát gì nè đó, cái triệu chứng nó không thể nào mà giống như mình mà co duỗi nhịp nhàng như vậy được. Bệnh nhân sẽ ra từng nấc nhẹ, từng nấc nhẹ, từng nấc nhẹ, từng nấc nhẹ. Mình khám mình sẽ cảm nhận được bằng cái tay của mình. Ở đây là một cái cổ tay, là hai cổ tay cũng vậy ha, cổ tay cũng vẫn có cử động nhịp nhàng như mình mà cổ tay nó sẽ bật 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 từng nấc từng nấc. Và mình cảm giác được cái tiếng, mình cảm giác được cái tiếng nghe trong lúc mà mình cử động cho bệnh nhân bằng cảm nhận được cái tay của mình. Bất động, bất động ở đây là gì? Vắng mặt, các vận động tự động và vận động chủ ý. Vẻ mặt bất động, ít biểu lộ cảm xúc, ít chớp mắt. Người ta nói khi mà tiếp xúc với bệnh nhân và sinh xanh thì vẻ mặt bệnh nhân là thờ ơ vô cảm, không có một biểu hiện cảm xúc gì hết. Bệnh nhân không cười, bệnh nhân không nói, bệnh nhân không có vẻ là lo, bệnh nhân cũng không có vẻ buồn, không có vui gì hết. Rất là thờ ơ với ngoại cảnh. Đó là một trong những cái biểu hiện của bệnh tật sinh xanh, là thờ ơ, vẻ mặt thờ ơ, vô cảm. Cái giọng nói của bệnh nhân thì sao? Nó mới lớn được, nó rí 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 nhỏ 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 trong miệng á. Mặc dù là bệnh nhân cũng cố ý nói để nghe rõ nhưng mà nói rất là nhỏ. Mình phải hỏi, hỏi thì bệnh nhân nói nhưng mà nói rất là nhỏ, mình làm cho mình rất là khó nghe. Vận động ở đây, trong cái bất động là vận động bệnh nhân đi rất là chậm và không có bước nhanh ha. Cái biên độ vận động bước bằng chân á, thì cũng không dài như người bình thường. Thay vì mình mỗi bước đi của mình là 4 tấc đến 5 tấc, bệnh nhân đi chậm nhất, chậm nhất, chậm nhất, chậm nhất. Và nó không có nhịp nhàng, không có uyển chuyển theo cái tư thế của cái đường cong sinh lý của mình theo cái tư thế của cột sống hay là cánh tay. Và cái triệu chứng mà người ta sợ nhất trong trường bạc kinh xanh đó là gì? Rối loạn phản xạ tư thế. Đây là cái triệu chứng mà trễ và gây tàn phế nhất cho bệnh nhân. Bệnh nhân có tư thế là hơi nghiêng đầu ra phía trước, nghiêng đầu và nghiêng lưng hơi phía trước, cái vai thì hơi cong lại và gập nhẹ khớp háng, khớp gối, khớp quỷ, áp hai cánh tay và gập đùi. Và khi đi hai chân dán lên mặt đất, bước ngắn chậm chúi người ra trước và sau đó bước nhanh, bước đi đột ngột. Nhưng mà khi đi rồi thì rất là khó trong động tác mà xoay người trở lại hoặc là xoay rất là chậm chạp. Có hiện tượng là freezing. Freezing ở đây là bệnh nhân bước đi, bệnh nhân bước đi nhưng mà đang đi như thế này. Có thể là bệnh nhân đi động hai tay ra cung cung vậy. Nhưng mà khi bệnh nhân kêu bệnh nhân xoay người thì bệnh nhân sẽ chậm như thế này để xoay lại như vậy. Chứ không thể nào là xoay giống như mình được mà phải chậm cái chân. Cái đó người ta kêu là hiện tượng freezing. Các biểu hiện khác của bệnh bạc kinh xanh ở đây là gì? Rối loạn tâm thần, lo âu, ảo thị. Là bệnh nhân có cảm giác là có ai đó ám hại mình ha. Rồi cái dấu mà Myerson ở đây là trong những trường hợp mà mình muốn khám sớm bệnh nhân bạc kinh xanh đó, mình sẽ gõ vào cái chóp mũi, gõ vào chóp mũi bệnh nhân, gõ trên sống mũi bệnh nhân và chóp mũi đều được hết. Thì thường khi mình gõ vào là mình sẽ chớp mắt, theo phản xạ của mình là chớp mắt rồi mình sẽ ngưng, mình đâu có chớp mắt nữa. Thử bạn cái bên gõ coi, hai bạn cái bên gõ nhau đó, chớp cái rồi sẽ ngưng, đâu có còn chớp mắt nữa. Nhưng mà đối với bệnh nhân bạc kinh xanh thì sao? Người ta sẽ chớp mắt liên tục, rõ rồi người ta sẽ chớp mắt hoài, không có ngưng được cái phản xạ chớp mắt. Người ta là dấu Myerson dương tính. Ngoài ra những cái triệu chứng khác mà làm cho
làm cho bệnh nhân khó chịu hơn. Ở đây đó là cái gì? Chóng mặt, tụt huyết áp tư thế, táo bón, liên tiểu không tự chủ, đó là những triệu chứng ngoài của Parkinson, nhưng mà đó là những triệu chứng làm cho người ta rất là khó chịu. À, người ta đến với mình, người ta than phiền không phải ngoài cứng đi đâu, không phải ngoài cái rung đâu, mà người ta than phiền là người ta chóng mặt, người ta không đi cầu được, rối loạn về đi tiểu, hoặc là có những cái triệu chứng về mất ngủ, ảo giác nha. Đối với Parkinson này thì mình sẽ đánh giá theo thang điểm hen và da. Ở đây nó sẽ có 5 giai đoạn của bệnh Parkinson. Giai đoạn thứ nhất là triệu chứng chỉ có một bên. Giai đoạn thứ hai là hai bên nhưng mà lại mất phản xạ tư thế. Giai đoạn thứ ba là triệu chứng hai bên rối loạn và phản xạ tư thế nhưng mà bệnh nhân còn đi được, tự mình đi được. Nhưng mà đến thứ tư rồi thì giai đoạn này nó nặng hơn, bệnh nhân đi là phải có người giúp đỡ. Và giai đoạn thứ năm ở đây là giai đoạn cuối rồi, nằm tại giường hay di chuyển trên xe lăn. Đối với một cái bệnh Parkinson thì khi bệnh nhân đến với mình không có nói đây là một bệnh điều trị hết, bệnh này điều trị không hết nha. Nó sẽ di chuyển theo một đường thẳng, một đường thẳng đi lên như thế này. Mình có điều trị thuốc đi nữa là mình điều trị làm chậm diễn tiến bệnh, làm chậm cái quá trình thoái hóa mạch màng, tổn thương mạch màng. Chứ mình không có điều trị này là hết bệnh. Hết khi nào gắn một điện cực vào não làm hoạt động thay thế cái mạch màng thì lúc đó nó mới bình thường. Mà hiện tại thì ở trên Sài Gòn, bệnh viện Đại học Y Dược với bệnh viện học Nguyễn Tri Phương, thì là Nguyễn Tri Phương là có thực hiện rồi. Mà cái điện cực này gắn vào thì xài được là 10 năm gì đó, là giá trị là khoảng 1 tỷ đồng. Nhưng mà vẫn có người, tại vì người ta có nhu cầu ha, gia đình khá giả thì cái chuyện đó là coi như bình thường ha, quan trọng là nó không còn nữa. Thì sau một thời gian gắn điện cực thì sẽ hồi phục lại từ từ, nhưng mà không phải là hồi phục 100% đâu nha, không phải 100%. Ở đây thì các em nhận thấy rằng giai đoạn Parkinson đây, ở giai đoạn 1 thì sao, bệnh nhân sẽ tay gặp vào người. Cái này là bên trái của bệnh nhân nha, bên trái của bệnh nhân. Giai đoạn này chỉ ảnh hưởng có một bên, thấy không? Giai đoạn thứ hai là cả hai bên rồi, bệnh nhân có đi được, có đứng không? Không. Ở tư thế này, cái hình ảnh này là cái hình ảnh điển hình của Parkinson luôn đó. Bệnh nhân sẽ bị rối loạn về thăng bằng rồi. Bệnh nhân đi là tư thế là hai tay gập vào người ha, kiểu tay cong, đùi gập vào gối và vai và đầu ngã về phía trước. Do đó ở tư thế này, nếu mà mình đụng nhẹ bệnh nhân thôi là bệnh nhân sẽ chúi người về trước và ngã luôn. Bệnh nhân không có gượng. Do đó ở tư thế này nhiều người dễ, chắc là dễ bị té ha, nếu mà mình chỉ cần chạm nhẹ thôi. À, khi mình cho bệnh nhân đứng ở đây, một em trai nào lên em xem lại vậy ha. Đó, em đứng đây đi. Đối với một người bình thường, khi mình cử động mình chạm với người ta còn phản xạ tư thế thì người ta không bị té. Nó em này sẽ bước lại để sững cái chân này lại, chịu trọng lực và bệnh nhân sẽ đứng lại bình thường đối với một người bình thường. Nhưng mà đối với bệnh nhân và tinh xanh, cái đầu cũng hơi khòm ra phía trước, cái vai cũng vậy, cái tay vậy, mất phản xạ tư thế. Khi mình chỉ cần chạm nhẹ vậy thôi là người ta không có gượng được mà người ta sẽ chúi luôn ha, rất là quan trọng. Rồi về đi em, cảm ơn em. Giai đoạn thứ ba đó là tư thế mất ổn định, dễ té ngã. Nhưng mà bệnh nhân trong giai đoạn này bệnh nhân còn đi được ha, bệnh nhân còn tự đi được. Đến giai đoạn thứ tư rồi, thấy ghê không, mất phản xạ tư thế nè. Cái tư thế này thì làm sao mà đi, phải có người đỡ, phải có người kè và bệnh nhân mới đi được. Ở cái tư thế này nhìn rất là điển hình luôn. Đối với cái hình ảnh này, điển hình của bệnh Parkinson từ giai đoạn đầu cho đến giai đoạn cuối. Từ một bên, hai bên ha, hai bên rối loạn thăng bằng thôi. Nhưng mà giai đoạn thứ ba là bắt đầu có té ngã ha. Giai đoạn thứ tư là phải cần người giúp đỡ. Giai đoạn thứ năm là gì? Ngồi một chỗ đi xe lăn, không có đi gì được hết, rất là dễ té ngã. Ngay cả ăn uống, vệ sinh gì bệnh nhân cũng phải cần người giúp đỡ. Như vậy điều trị mục đích là gì? Điều trị
cải thiện triệu chứng làm cản trở những sinh hoạt hàng ngày, giữ cho bệnh nhân duy trì các hoạt động càng lâu càng tốt, trì hoãn biến chứng rối loạn vận động càng trễ càng tốt, và chưa có phương cách nào làm chậm quá trình tiến triển của bệnh là nó sẽ tiến thẳng. Đến một giai đoạn thứ năm, mình làm ở đây, mình điều trị ở đây là điều trị, nếu mà bệnh nhân vô giai đoạn thứ nhất thì mình từ giai đoạn thứ nhất qua giai đoạn thứ hai 5 năm thì mình có thể mình cho thuốc để nó kéo dài tới 10 năm. Từ giai đoạn thứ hai qua giai đoạn thứ ba 5 năm thì mình có thể kéo dài được 3 đến 4 hơn đến 7 tháng năm. Rồi từ giai đoạn này qua giai đoạn này thì mình kéo dài thêm để kéo dài cái khả năng sinh hoạt ha, trong cuộc sống của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân ở tư thế này đi đứng không được, rung làm sao mà ăn uống ha. Rồi qua giai đoạn này té ngã như vậy rồi làm sao mà sinh hoạt hàng ngày. Đến giai đoạn này thì sẽ phiền cho người nhà nữa trong vấn đề mà chăm sóc. Còn đến giai đoạn này thì thôi rồi ha. Do đó chủ yếu là mình điều trị về triệu chứng. Những triệu chứng gây khó khăn cho bệnh nhân chẳng hạn như là gì? Chóng mặt, cho thuốc điều trị triệu chứng. Mất ngủ, cho thuốc điều trị mất ngủ. Táo bón, cho thuốc điều trị chống táo bón. Điều trị về những cái ảo giác, lúc đó là mình sẽ cho những cái thuốc về trầm cảm, an thần cho bệnh nhân ha. Và điều trị thứ hai đó là điều trị phẫu thuật. Điều trị phẫu thuật ở đây là gì? Gắn cái biệt cực vào não để thay thế. Và cái phương pháp khác thứ ba đó là gì? Vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và dinh dưỡng. Vật lý trị liệu là ở đây sao? Bệnh nhân co cứng tay chân gì đó, mình tập vật lý trị liệu cho người ta ha. Hoặc là bệnh nhân không cử động được thì sẽ gây nắm gì? Liệt vận động, yếu liệt cái gì đó thì sẽ lép, mình phải tập vận động. Người ngôn ngữ trị liệu đây, người ta nói chuyện rất là chậm, cứng cơ đường mặt, phải tập cơ mặt, phải tập cách nói, không thôi là nó nhựa nhựa nó nghe. Và đối với những bệnh nhân bạc sinh xanh á, vô mình nói chuyện với mình á, hai hàm răng nó muốn dính lại vậy á. Nhưng mà một cái biểu hiện mà khi mà bác sĩ mà khám cho bệnh nhân bạc sinh xanh đó là gì? Nước miếng của người ta nói chuyện hàm răng này dính qua cái hàm răng kia, nó rất là kệ ha. Cái đó là điển hình luôn, bệnh nhân nào hình như mà tới giai đoạn muộn là cũng gặp hết. Và cái vấn đề thứ ba đó là gì? Dinh dưỡng ha, phải dinh dưỡng chăm sóc cho bệnh nhân. Bệnh nhân ăn uống rất là khó khăn ha, làm biến ăn rồi cứng gơ này kia nó làm biến lắm. Rồi bà đến đây là hết. Và đối với chất dẫn truyền thần kinh thì vận động thì chúng ta có hai chất dẫn truyền thần kinh rất là quan trọng, đó là acetylcholine và dopamine. Thì sự thoái hóa các neuron phóng thích dopamine ở vùng thể đen ở giữa này này, nó sẽ làm thiếu dopamine ở vùng thể vân và gây ra bệnh Parkinson. Này, như các bạn biết là thuyết âm dương rồi, bất kỳ cái gì trong cơ thể nó mất cân bằng thì sẽ gây ra bệnh. Thì ở đây cũng vậy, sự thiếu dopamine sẽ gây ra bệnh Parkinson. Vì thế chúng ta sẽ có hai cách để điều trị, một là kháng cholinergic, hai là tăng cường hệ hoạt động của dopaminergic. Tuy nhiên cái kháng acetylcholine này á, nó chỉ xảy ra đến một giai đoạn nào thôi. Vì các bạn biết thì cái hệ cholinergic á, nó cũng có ảnh hưởng vai trò quan trọng trong cái nhận thức, cho nên chúng ta không thể giảm quá nhiều được. Chúng ta chỉ có thể giảm đến một mức độ nào đó. Đây là các thuốc. Chúng ta sẽ phân làm hai nhóm là nhóm các thuốc gia tăng hoạt tính của dopaminergic, như là tiền chất dopamine là levodopa. Thì đây là tiêu chuẩn vàng trong điều trị Parkinson. Tiếp theo là các thuốc chủ vận dopamine như bromocriptine, pamipeson, ropinirol, apomorphine. Đây là một chất có brom, còn các chất sau thì cũng có brom. Thứ hai là các thuốc kéo dài tác động của dopamine là các chất ức chế chuyển hóa như ức chế COMT, như entacapone hoặc tocapone, hoặc là ức chế MAO-B như seraginin hoặc là rasagiline. Đây. Thì các thuốc này có thể dùng cho Parkinson sớm, chưa có rối loạn vận động ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Và không được dùng thuốc đồng vật dopamine có nguồn gốc từ nấm cửa gà như điều trị đầu tay, vì sử dụng các dopamine có nguồn gốc từ nấm cửa gà cần thiết phải theo dõi vì nó có khả năng biến chứng nặng. Tiếp theo là đến các thuốc giảm hoạt tính cholinergic như là benzotropine hoặc triacetylphenidine. Các thuốc này á, các bạn biết là cholinergic nó có ảnh hưởng quan trọng trong việc nhận thức, cho nên các thuốc kháng cholinergic nó có thể làm giảm nhận thức. Vì thế không được sử dụng thuốc kháng cholinergic cho Parkinson đã phát triển rối loạn vận động hoặc là rối loạn sơ suất trí tuệ. Thuốc amantadine này giúp giải phóng dopamine từ nơi dự trữ và ức chế sự tái hấp thu, nhưng mà chưa có bằng chứng cho thấy thuốc này có tác dụng.
Đây là sơ đồ thuốc các thuốc điều trị Parkinson. Thì các bạn biết là levodopa là tiền chất của dopamine, cho nên ở thần kinh trung ương nó sẽ được tạo thành dopamine và có tác dụng điều trị Parkinson. Tuy nhiên levodopa cũng được chuyển thành dopamine ở ngoại biên nữa. Dopamine ở ngoại biên thì không có tác dụng điều trị Parkinson, nhưng nó lại gây ra các tác dụng phụ giống như là novalgia. Thì các thuốc giống như carbidopa hoặc benzenazid nó sẽ ức chế men decarboxylase ở ngoại biên này. Cái thuốc này nó chỉ ức chế được ở ngoại biên thôi, tại vì nó không thể vào được hàng rào máu não, cho nên nó không thể làm ngăn cản chuyển hóa dopamine ở thần kinh trung ương được. Và vì thế nếu phối hợp thuốc này thì nó sẽ làm giảm 75% liều dùng của levodopa và giảm tác dụng phụ của levodopa do tạo ra dopamine ngoại biên. Cho nên hiện nay thì đa số các trường hợp người ta sẽ sử dụng levodopa phối hợp với thuốc carbidopa hoặc benzenazid, chứ ít khi người ta sử dụng levodopa đơn độc lắm. Ngoài ra thì levodopa cũng bị chuyển hóa bởi enzyme COMT tạo thành một chất bất hoạt, và COMT này nó cũng chuyển hóa dopamine tạo thành một chất bất hoạt luôn. Vì thế người ta có phối hợp thêm một thuốc nữa, đó là tracarbon hoặc etaracarbon. Đây là thuốc ức chế COMT dẫn đến làm tăng nồng độ levodopa và dopamine trong thần kinh trung ương. Cho nên phối hợp ba thuốc entacapone, levodopa và carbidopa, levodopa sẽ có tác dụng lâu hơn trong não so với levodopa và carbidopa. Vì thế ở trong một số giai đoạn về sau, phối hợp ba thuốc này sẽ có tác dụng tốt hơn là phối hợp hai thuốc. Và dopamine trung ương bị một men chuyển hóa là MAO-B, chuyển hóa thành dopac là chất không có tác dụng, thì người ta có thể phối hợp hoặc là sử dụng đơn độc các thuốc ức chế MAO-B này để mà điều trị Parkinson như selaginin hoặc rasagiline. Selaginin hoặc rasagiline có thể dùng trong cái giai đoạn đầu khi mà các rối loạn vận động chưa có ảnh hưởng đến đời sống của bệnh nhân. Nhưng mà đến khi mà xuất hiện các rối loạn vận động ảnh hưởng đến đời sống của bệnh nhân thì levodopa vẫn luôn là thuốc phải buộc phải sử dụng. Hoặc là selaginin hoặc rasagiline cũng có thể sử dụng để làm một thuốc hỗ trợ tác động của levodopa trong cái trường hợp sử dụng đơn độc levodopa mà không kiểm soát được các triệu chứng của bệnh nhân. Về việc sử dụng thuốc thì thuốc này không ngăn cản được tiến triển càng nặng của bệnh Parkinson, và hiệu thuốc thuốc sẽ giảm theo thời gian trong vòng 3 đến 4 năm. Thuốc có thể làm giảm tỷ lệ tử vong và cải thiện vận động, nhưng không hiệu quả với xác suất trí tuệ. Đây là bảng so sánh lợi ích và giữa các thuốc, lợi ích và tác hại giữa các thuốc. Thì các bạn thấy là levodopa sẽ cải thiện vận động nhiều hơn và cải thiện các hoạt động sống hàng ngày, nhưng mà ít bị tác dụng phụ hơn. Vì thế levodopa là tiêu chuẩn vàng, là thuốc và là thuốc đầu tay trong hầu hết các trường hợp, trừ khi mà có chống chỉ định với levodopa thôi. Nó sẽ hiệu quả nhất, cải thiện triệu chứng và chất lượng cuộc sống tốt nhất, và là tiêu chuẩn vàng trong hơn 40 năm nay. Thì trong bất kỳ trường hợp nào chúng ta cũng có thể chọn levodopa như là thuốc đầu tay, nhưng mà chúng ta cũng có thể chọn các thuốc đồng vật dopamine hoặc là MAO-B cho người bị Parkinson giai đoạn sớm chưa có các triệu chứng vận động ảnh hưởng đến chất lượng sống. Sử dụng một số thuốc khác này, chỉ xem xét đồng vật dopamine có nguồn gốc từ nấm cựa gà như một thuốc hỗ trợ cho levodopa trong những trường hợp bị Parkinson thôi, là đã có rối loạn vận động hoặc dao động vận động mặc dù đã điều trị levodopa đối ưu, thì sẽ sử dụng thuốc này như là một thuốc bổ trợ. Thứ hai là có triệu chứng không kiểm soát đầy đủ với các dòng vận như dopamine không có nguồn gốc từ nấm cựa gà. Thứ ba là nếu rối loạn vận động không được điều trị đầy đủ bằng các cách điều chỉnh liều hiện tại thì hãy xem xét amantadine. Nói đến cái chất quan trọng đầu tiên và là tiêu chuẩn vàng trong điều trị, chúng ta có levodopa. Và levodopa thì các bạn ưa thắc mắc là tại sao chúng ta phải có thời điểm sử dụng. Về thời điểm sử dụng thì levodopa bản chất của nó là một acid amin, cho nên khi mà sử dụng thì chúng ta lưu tâm là chúng ta sử dụng tốt nhất vào thời điểm khi bệnh nhân đang đói, không có thức ăn. Bởi vì nếu có thức ăn thì nó sẽ cạnh tranh vào hàng rào máu não cùng với các acid amin khác. Tuy vậy rằng là trong giai đoạn đầu điều trị có thể sử dụng khi có một ít thức ăn, tuy rằng là biết hiệu quả không tối ưu. Lý do là khi mà sử dụng levodopa, một phần bị thoái hóa thành dopamine ở ngoại biên và gây ra cái hiện tượng là buồn nôn rất là khó chịu, cho nên nếu mà chúng ta để bệnh nhân đói sử dụng thuốc thì cảm giác rất là khó chịu, cho bệnh nhân không thể sử dụng thuốc. Đối với hướng dẫn điều trị thì chúng ta có điều trị thì hiện nay đối với một nhánh là cho những bệnh nhân tương đối trẻ khác nhau,
ví dụ như năm 2002 thì hiệp hội thần kinh Hoa Kỳ cũng có bệnh nhân điều trị lớn, rồi 2017 tuổi trên 65 tuổi tổ chức, và đối với hai nhánh này thì chúng ta sẽ có những hướng dẫn. Đối với hướng dẫn điều trị thì chúng ta có hai cái nhánh, một nhánh là cho những bệnh nhân tương đối trẻ, là nhánh gọi là dưới 65 tuổi, và có những bệnh nhánh là chúng ta những bệnh nhân lớn, tương đối lớn tuổi là trên 65 tuổi. Và đối với hai nhánh này thì chúng ta sẽ có những cái hướng dẫn khác nhau. Nhóm dưới 65 tuổi thì chúng ta có sử dụng cái nhóm là ketoconazole trong điều trị. Còn cái nhóm mà trên 65 tuổi thì chúng ta không sử dụng kháng ketoconazole. Ngoài ra thì cả hai nhóm đều chúng ta đều có thể sử dụng là chủ phần dopamine và các thuốc chính yếu đó là levodopa. Thì đối với levodopa thì các bạn nhớ một chuyện nữa là chúng ta không bao giờ có dạng sử dụng đơn chất, mà chúng ta luôn luôn phải kết hợp với một chất bảo vệ của nó, đó là carbidopa hoặc là benzodiazepine. Để minh họa cái hướng dẫn điều trị này thì tôi sẽ giới thiệu các bạn về một cái tình huống mà một bệnh nhân đang sử dụng carbidopa levodopa 25mg 100mg ngày 4 là một ngày, và trihexyphenidine 20mg ngày 3 lần để điều trị Parkinson. Và hiện nay thì vợ ông khai rằng là ông thường bị táo bón, khô miệng và hay quên. Vậy thì theo các em, thay đổi tốt nhất để giải quyết các triệu chứng trên là chúng ta có 5 sự lựa chọn. Thứ nhất là tăng liều carbidopa levodopa. Thứ hai là tăng liều trihexyphenidine. Thứ ba là giảm liều carbidopa levodopa. Thứ tư là giảm liều trihexyphenidine. Và thứ năm là thêm benzodiazepine. Như vậy thì khi mà chúng ta đọc cái tình huống này, các bạn sẽ thấy có một cái tình tiết là dạo này thì thường táo bón, khô miệng và hay quên. Và chúng ta đều nhớ cái tác động kháng ketoconazole thì đều gây tác động này. Như vậy lựa chọn đáp án đúng đó là chúng ta phải giảm liều trihexyphenidine. Các dấu hiệu mà khi mà chưa được chẩn đoán Parkinson bắt đầu như mất khứu giác. Khoảng 90% bệnh cho nạn chưa biểu hiện sẽ có bị mất khứu giác. Nhưng mà cái dấu hiệu này chính họ sẽ không nhận biết được. Mà chỉ khi mà người ta test họ mới nhận biết là họ bị mất khứu giác thôi. Thứ hai là rối loạn giấc ngủ. Trong cái rối loạn giấc ngủ này, giấc ngủ REM thì bệnh nhân có thể là quào cấu và tự làm thương chính họ. Khoảng 50% người sẽ có rối loạn giấc ngủ REM. Và táo bón do sự thiếu hụt dopamine dẫn đến là ít giảm trương lực cơ vòng và giảm co thắt cơ vòng, khiến dẫn đến táo bón. Lâu trầm cảm thì các bạn biết dopamine là một catecholamine và nó có ảnh hưởng đến duy trì đến cảm xúc, cho nên thiếu hụt dopamine có thể bị lo âu và trầm cảm. Các chỉ dấu ở giai đoạn này như là đột biến gen, mức alpha sin và bất thường hình ảnh học, giai đoạn này có thể kéo dài từ 10 đến 20 năm. Sau đó đến cái giai đoạn chẩn đoán bệnh, trẻ có hai đoạn là giai đoạn sớm và giai đoạn tuần trăng mật và là giai đoạn ổn định thì sẽ xảy ra các triệu chứng về vận động như là run hoặc là tăng trương lực, chứng vận động chậm. Giai đoạn này xảy ra từ khoảng 2 đến 5 năm. Đến giai đoạn biến chứng vận động như là tắt rối loạn vận động, ảnh hưởng dáng đi và cân nặng, dị dạng trục. Và cuối cùng khoảng vài năm sau sẽ đến một cái giai đoạn là giai đoạn cuối, xảy ra là sự suy giảm nhận thức, sa sút trí tuệ, loạn thần và cuối cùng là bệnh nhân tử vong. Đây là các triệu chứng sớm không phải vận động. Các bằng chứng mạnh là giảm khứu giác, như mình đã nói là xuất hiện ở khoảng 90% ở bệnh nhân. Nhưng mà đa số họ sẽ không nhận ra mình bị mất khứu giác cho đến khi họ thực hiện test về khứu giác. Táo bón cũng xuất hiện khoảng 90% do thiếu dopamine gây ra táo bón, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm. Các gợi ý có liên quan như là rối loạn chức năng thần kinh tự chủ, lo âu, rối loạn thị giác, thay đổi về nhận thức, hội chứng chân không yên, thở và mệt mỏi. Tóm lại, chúng ta sẽ phân làm hai triệu chứng là triệu chứng về vận động. Đây là các triệu chứng điển hình như là run, cứng đờ, gai bắp, chậm chạp, tư thế ổn định và các triệu chứng khác. Như là rối loạn giấc ngủ, ít biểu cảm, khứu giác giảm, táo bón, thay đổi giọng nói, chữ viết, sao trí tuệ.